Và bây giờ xin mời các bạn tiếp theo phần thứ hai của hồi ký Lương Hữu Thế của Phan Ni Tấn. Các trang kế tiếp ông Thế kể về cuộc sống trôi sông lạc chợ của mình làm tôi liên tưởng tới một thời tôi cũng lang thang đầu đường xó chợ như ông. Tôi cũng quý ông Lương Hữu Thế ở sự tiết chế, ở lòng tự trọng, ở cái nhân cách của một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tuy xa cơ thất thế, ông vẫn đứng thẳng, không trục trè, nhút nhát, không cúi đầu bi lụy. Ông viết, Sài Gòn trời đất thênh thang, vậy mà không một chỗ nào cho tôi dung thân. Suốt thời gian chạy trốn, tôi luôn luôn nghĩ tới Ngọc Trãng, luôn nóng muốn gặp lại người phụ nữ tri kỷ của mình. Vậy mà khi đứng ở ngã ba đường Lương Hữu Khánh, Bùi Thị Xuân, tôi lại băn khoăn. Nhìn lại mình, tôi không hề than thân trách phận, không oán trời trách đất hay trách cứ ai, nhưng sẽ tự trách mình. Nếu vì bản thân mà liên lụy tới Ngọc Trãng là điều không thể. Nghĩ vậy tôi lặng lẽ bỏ đi. Tôi đi nhưng không đi trong dáng đi của kẻ tuyệt vọng. Tôi đi đứng bình thường, tự nhiên như người tự do đi lại. Từ đó tôi sống như phường trôi sông lạc chợ giữa Sài Gòn đã đổi tên. Cảnh đời có những cái bất ngờ có ai lường trước được. Oai hùng như ông trung quý biệt kích dù Lương Hữu Thế, có lúc thấy ông cũng thật lạ đời. Từ khi bị lưu đày ngay trên quê hương của mình, lòng ông lại nổ ra thơ. Ông lính rừng trở thành nhà thơ thất chí, thơ bạc phần bạc nhược theo bước chân ông lang bạc kỳ hồ. Đêm hôm cùng ông trúc đại vô cái hốc bà tó nào đó của nhà ga xe lửa chợ Bùng Binh ngủ bậy. Nửa đêm nằm mộng thấy trời xanh, trên thân tôi tàu chạy vòng quanh, giật mình tỉnh giấc tay còn thoáng, một tiếng còi tàu trúc lạnh tanh. Đêm lang thang ở ngã tư Bảy Hiền, ông không có nhà để ngủ, thấy quầy bán nước mía bên hè phố ông bèn trúc đầu vô trong lòng xe nằm co quắp, ông ngủ với câu thơ trào lộng vừa bi vừa hài. Một góc đen thui một góc đời, tôi nằm trong đó ngủ buồn chơi, nửa đêm gió lạnh thân co quắp, trời thương trời đắp cái tả tơi. Tôi không biết trên đời này có ai khác từng ngủ trong lòng xe nước mía như ông Thế hay không, nhưng tôi biết ông Thế không tài nào ngủ được vì chợt nóng ngộp, mũi lạ chỗ, nhất là vì ông mắc làm thơ nhớ em. Tôi gặp em một đêm không sao, con trăng chết giữa đám mưa rào. Vì yêu trong cảnh đời bạo ngược, em vội biệt mù theo chim bao. Thơ của nhà thơ thất chí như ông, thế quả là thê thảm, chẳng có cảnh nào vui. Ngay cả cái đêm ngủ lậu trên gác trọ, dù một đêm thôi, ông cũng cẩn thận nhờ cô bạn nhỏ chủ quán trọ tốt bụng khóa cửa ngoài, để lỡ đêm công an thình lình đi xét hộ khẩu, nghỉ phòng trống không ai ở. Ông thấy nằm lặng trong đó tha hồ nhai cái cơ cực cay đắng suốt đêm rồi cũng ứa ra thơ. Cửa phòng tôi khóa ngoài mấy lượt, nằm bên trong ngủ thật ê chề, nhiều đêm nghe tiếng đời xuôi ngược, tưởng bước em xưa nhớ lại về. Một khi con người khốn khổ đi đến tận cùng, nỗi khốn khổ cuối cùng trời cũng để mắt đối thương, lần này ông thấy kệ thật thoải mái. Một buổi sáng trời trong mây trắng, gió hiu hiu, đời nghiêng nghiêng, thấy thái nghiêng nghiêng, xuôi tôi mò xuống bến Hàm Tử. Nhằm giờ thiên tôi lượm được một chân bốc vác hàng hóa trên những chiếc ghe cập bến. Trong số 13 người thợ, với sức làm việc của tôi gần gấp đôi người khác, khiến cô Liền, con ông bà chủ ghe chợ lớn, mỉm cười hài lòng. Song lúc đếm thẻ trả tiền, cô không bao giờ nhìn thẳng mặt tôi. Tôi biết cô sợ vết sẹo chai lì, nổi cộm dày sọc, sấm quét như con đĩa trâu nằm bắt xéo ngang trên gương mặt dữ tợn của thế chém này. Cả những thầy thợ khiêng vác trên ghe thấy tôi ham việc cũng lùm lùm ra vẻ không ưa. Nhưng mà không sao, không sao, miễn có cơm ăn áo mặc hàng ngày, ban đêm có ngủ bờ ngủ bụi cũng tốt, miễn là đừng có ai đụng tới mình là được rồi. Ấy vậy mà có anh mặc trâu chợ lớn cũng thuộc giới thợ thuyền bốc vác, dám vuốt trâu hùm Lương Hữu Thế mới mệt. Hình như trong cuộc đời làm người hiếm khi ông thấy được yên thân, ông kể. Sẩm tối thứ bảy vừa xong việc lãnh lương tắm rửa cơm nước dưới ghe xong, tôi thay đồ lên bờ tản bộ về hướng chợ Cầu Muối tìm chỗ ngủ. Đã nhiều đêm tôi từng mò xuống chợ Kim Biên, chợ Lòn, ngủ bụi,
Chợ Kim Biên nằm sát chợ vải, chợ Đèn Lồng nổi tiếng sầm uất với đủ loại mặt hàng từ thượng vàng đến hạ cám. Chợ nằm trên đường Vạn Tượng, bị nhiều cửa hàng lấn chiếm trở nên chật chội bát nháo. Nhờ vậy ban đêm là chỗ tương đối lý tưởng cho những phần tử cù bơ cù bất như tôi ngủ bụi. Để tránh bị bắt, tôi phải thường xuyên đổi chỗ ngủ, nên lần này tôi thả ngược về hướng cầu Muối trú đêm. Ánh trăng thượng tuần tháng 8 chần vần trôi dưới sông kéo tôi xuống bến ngắm con trăng đục ngầu. Ngồi trên mỏm đá chung quanh không có bóng người lai vãng, vừa châm điếu thuốc chợt nghe có tiếng: nó đó Mã đại ca. Bằng tiếng Tàu là tôi biết có chuyện rồi. Mã đại ca tức Mã Tèn, từng là tay khét tiếng trong giới giang hồ đại đạo. Mã Tèn chuyên sử dụng ngón cầm nã thủ và long trảo thủ để hạ những tên sừng sỏ ở cả hai vùng Bình Đông, Bình Tây, Chợ Lớn, có lần giành địa bàn làm ăn. Mã Tèn mạnh tay đánh chết địch thủ đã bỏ trốn qua Vân Nam. Nhiều năm y biệt tích giang hồ, nay y lại tái xuất ở đây. Nhìn ra tôi thấy một đám lô nhô đang hùng hổ bước tới. Lúc chúng tới gần tôi mới nhận ra thằng Nghiêm mặt la mày lét cùng đội bốc vác với tôi ở bến Hàm Tử. Hằng ngày vào giờ giải lao nó hay trề trà bên tôi nịnh hót điếu đóm. Ai ngờ nó cõng rắn tới mổ tôi đây. Thời trôi nổi trong giới giang hồ, tôi đã quá quen với cái cảnh ỷ thế hiếp cô, nên tôi vẫn tỉnh bơ ngồi hút thuốc và khói về hướng bọn chúng. Dưới ánh trăng lờ mờ, bọn chúng có 6 tên mặt mũi choẹt, trừ tên xì thẩu Mã đại ca bụng bự, đầu trọc lóc, mắt hí rị, ria mép lơm sơm là đáng mặt đại ca, đứng soạt cẳng trước mặt tôi. Tên Mã đại ca hất hàm sẵn giọng: Lì, lương hữu thế! Bốn điếu thuốc xuống sông, tôi chỉ ngón tay cái vào ngực mình gật đầu xác nhận. Ngậu, lương hữu thế! Chỉ có chờ vậy, tên đại ca nhào tới xòe bàn tay dùng thế cầm nã thủ, chọc vào mặt tôi một cú vô cùng ác liệt. Người bị dính đòn này không mù mắt cũng tan nát mặt mày, tê liệt tứ chi, không tử vong cũng bất tỉnh. Né tránh cứu trảo pháp sắc bén đó, tôi biết tên này đích thực có nghề. Chọc hụt cú đầu, tên đại ca biết tôi không phải tay vừa, hắn vội bước lùi 3 bước xuống tấn thủ thế. Đã lâu rồi tôi không dụng võ, nay có tên xì thẩu Chợ Lớn đánh thức nó dậy. Thuở thiếu thời tôi được một ông thầy võ lang thang ngoài Bình Định vô dạy tôi vài chiêu thức phòng thân. Về sau đi lính ở Nha Kỹ thuật, tôi học thêm nhiều môn phái khác, nhất là phái võ Tây Kinh Đô, chuyên tấn công địch thủ. Tuy nhiên lần này gặp kình địch, tôi đâm ra thận trọng hơn. Đoạn tôi thích nhất là sự thành thật của ông Lương Hữu Thế. Thành thật là một trong những bài học về đức tính mà người lính Việt Nam Cộng Hòa được trau dồi trong thời kỳ huấn nhục ở quân trường. Dù quần nhau dữ dội, nhưng ông thấy không giấu chuyện ông thường bị dồn vào thế hạ phong. Lương Hữu Thế với hổng danh thế chém thuở giang hồ, thế độc thời ở lính, không phải lúc nào cũng là siêu nhân đánh đâu thắng đó. Gặp địch thủ cao tay hơn Lương Hữu Thế có phần yếu thế, ông kể. Họ Mã rõ ràng là tay giang hồ hiếu chiến, bị tôi đấm tét môi tóe máu ngã xuống đất. Mã Tèn vẫn bình thản bám chặt chân trái xuống đất lầy, chân phải giơ lên sẵn sàng trả đòn nếu tôi ập xuống. Gặp tay lợi hại, tôi vẫn đứng yên chờ y nhổm dậy, quạch máu ướt trên mép chùi vào quần. Mã Tèn lại đi vài đường quyền rồi lao vào tôi. Y dùng hư chiêu bên trái nhưng thật chiêu ở bên phải, xòe năm ngón tay cầm nã thủ cứng như thép nguội chọc ngay vào yết hầu tôi. Tôi ngã người ra sau né tránh, nhưng không tránh được, móng vuốt bén nhọn chụp xuống bả vai tôi cào trách toạc ống tay áo, kéo theo một lằn dài xước thịt nhòe máu. Thấy tôi loạn choạng giật lùi, họ Mã không bỏ lỡ cơ hội dùng thế liên hoàn cước phóng lên đá vào bụng tôi té ngửa. Tưởng nằm luôn, xong vì ý chí quyết đấu vì danh dự, tôi vùng dậy. Là một điều là ngoài những tiếng hầm hè đấu đá nhau kịch liệt giữa hai đối thủ, tuyệt nhiên bọn đàn em đứng ngoài đều kín tiếng, hình như Mã đại ca dặn trước không cho chúng reo hò cổ võ ầm ĩ, gây náo động dễ bị công an phường đội tới vây bắt. Bạn đọc đều biết Mã Tèn lẫn Lương Hữu Thế cả hai ông đều đang sống ngoài vòng pháp luật. Tuy cánh tay bị thương, họ Lương vẫn bình tĩnh đối phó tình huống bằng cách đổi cách đánh. Ông viết: Xưa nay Lương Hữu Thế tôi không quen biểu diễn đòn phép hoa mỹ lòe thiên hạ, tôi đánh là sắp vô đánh. Lần này tôi dùng cước pháp, một nghệ thuật đặc thù trúc từ cổ võ truyền Việt Nam do võ sư Ba Nhọn, ông thầy võ lang thang truyền thụ.
Tôi ngờ rằng ông họ Lương này chơi đòn chính trị, giao chỉ triệt tàu phù. Thấy tôi thi triển cước pháp, Mã Tàng có vẻ dè dặt hơn, nhưng bỗng tính hiếu thắng y gầm lên ghè xông tới. Bất thần Mã Tàng phục xuống vận nội công định chụp hai chân tôi hất lên, nhưng thay vì lùi lại, tôi phóng lên xông phi vào mặt để hở của Mã Tàng, bóp bóp, khiến y bật ngửa. Hoảng hốt Mã đại ca lồm cồm bò dậy, loạng choạng giật lùi ra xa. Để kết thúc trận đấu, tôi lao tới gần địch thủ, nhanh nhẹn chúi xuống, chấm hai tay trên mặt đất làm điểm tựa. Tôi tung người lên lia cả hai ngọn cước hốt sát vào ngực Mã Tàng. Hự lên một tiếng, Mã Tàng gặp người xuống ôm ngực, miệng học ra từng búng máu. Tôi trụ hình định thần nhìn đám đàn em của Mã đại ca mới thấy chúng đứng chết trân tại trận. Nông nã lật qua trang hồi ký kế tiếp. Để xem ông Lương Hữu Thế xử trí ra sao sau trận đánh kết thúc, ông sẽ đi đâu về đâu hay làm gì để tồn tại trong cuộc sống vô cùng nghiệt ngã này. Nhưng tôi chợt khựng lại, tôi nhận ra bản copy thiếu mất trang 12, 13, 14 và 15. Coi lại các trang đầu, tôi thấy rõ ràng ông Thế đã cẩn thận đánh số thứ tự ở dưới góc phải mỗi trang giấy. Vì vậy tôi ngờ rằng trên bốn trang thất thoát này, hẳn ông Lương Hữu Thế đã viết ra trường hợp nào ông và người tình Huỳnh Thị Ngọc Trãng gặp lại nhau, và làm thế nào Ngọc Trãng đưa được ông Thế về nhà, giấu ông trên căn gác xếp suốt nửa năm trời mà không bị phát giác về cuộc sống mới trên căn gác nhỏ ông Thế kể. Khi tôi đã an trú trên gác, đâu vào đó cũng như tìm được chỗ ẩn nấp an toàn trên máng xối nếu đêm hôm bị công an xét nhà, Ngọc Trãng mới cho biết, em và Mã ngủ trên ni anh à. Nhưng ít khi Mã về lắm, vì lo quán xuyến vườn lan và nông trại trao quả trên Đà Lạt nên hàng tháng Mã chỉ gửi tiền về nuôi tụi em, vì trước chỉ có tụi em ngủ ở trên ni thôi anh à. Tuy nhiên để tránh bị mấy đứa em ở dưới nhà phát giác có kẻ lạ trên gác, ngày cũng như đêm chúng tôi tránh đi lại để giảm thiểu tiếng động, không được cửa mình mạnh thở mạnh, tránh ho hen, tránh nói chuyện chỉ ra dấu, khi cần mới bút đàm. Người con gái Huế tánh tình vốn dịu dàng đôn hậu, nhưng một khi liều lĩnh thì không ai bằng. Trong đôi mắt đẹp và buồn bời bời của Ngọc Trãng, ngoài tia nhìn âu yếm yêu thương tôi hết lòng, thỉnh thoảng lại ánh lên nỗi âu lo phiền muộn. Sau một tháng trú ẩn trên gác, nhiều lần tôi cố ý rời khỏi để tránh liên lụy với Ngọc Trãng và gia đình, nhưng tôi được đáp trả bằng những cái lắc đầu cương quyết từ chối. Lúc Phật ý, đôi mắt Ngọc Trãng có lửa, lửa yêu thương, lửa giận hờn, đôi mắt đó đẹp quá, đẹp đến hút hồn, làm tôi nhiều khi không dám nhìn vào. Đôi mắt của một cô gái biết yêu người, biết giúp đỡ, chiều chuộng và thủy chung hết mực, nhưng sao lại buồn đến vậy và yểu mệnh vô chừng. Mỗi buổi sáng chở ba đứa em tới trường về, Ngọc Trãng đưa tôi xuống dưới nhà tắm. Vệ sinh xong, tôi dợt lại vài đường quyền cho giãn gân giãn cốt rồi trút lên gác ngay. Dù sao quẩn quanh trong cái thế giới u uẩn chật chội nhỏ bé của căn gác này, ông trời vẫn để tôi sống bình yên và Ngọc Trãng đã cho tôi biết bao hạnh phúc. Tôi như ân trầm một cõi, như ông vua không ngai mà Ngọc Trãng là ái khanh, là phi tần mỹ nữ. Ngày đêm tôi được cung phụng đủ điều, được chiều chuộng yêu thương, được cho tất cả. Rảnh rỗi tôi đọc sách, con mọt sách tưởng đã chết trong chiến tranh lại thức dậy. Tôi bò vào sở thích của tôi, được dịp Ngọc Trãng hoan hỷ trinh về một lô sách đủ loại cho tôi đọc. Tôi say sưa đọc cho qua ngày đoạn tháng, rồi cái con người súng đạn trong tôi lớn ngớ làm sao lại mọc ra những thơ và thẩn. Tôi hí hoái làm thơ và hì hục viết hồi ký, có điều chữ nghĩa trong tôi trút xuống trang giấy hãy động lại là toàn những mẩu chuyện buồn, là vì đời tôi có bao giờ được vui đâu. Có những buổi chiều lén mang cơm nước lên gác cho tôi, thấy tôi ngồi im như tượng, con mắt trống lơ nhìn vào đâu đâu, Ngọc Trãng lại ứa nước mắt. Người tình bé nhỏ của tôi lại xà xuống vỗ về an ủi tôi, thủ thỉ bên tai tôi những lời lẽ hiền hòa cố hữu của người con gái Huế. Trăng anh cứ buồn hoài trứa, Ngọc Trãng thường nói với tôi như vậy. Hay tại tôi quen tự do bay nhảy, quen lăn lộn trong chốn giang hồ, quen chiến đấu ngoài mặt trận. Vì thời thế, vì vận nước đổi thay đã ảnh hưởng cho tới bản tính của tôi. Cũng có thể do tôi lo lắng hay lo xa sợ mất Ngọc Trãng trong một biến cố đột ngột nào đó. Thật lòng mà nói, lúc lao mình trong hòn tanh mũi đạn, giành giật từng tấc đất,
Từng sự sống giữa trùng trùng cái chết nên khi trở về thành phố, không như những người lính khác, tôi thờ ơ với tất cả đàn bà, con gái. Thực lòng tôi, Lương Hữu Thế đã nghĩ như vậy cho tới ngày tôi gặp Ngọc Trãng trong khuôn viên tao đàn Sài Gòn. Cái đẹp trong sáng đầy sức sống của người con gái ấy đã đánh thức trái tim ngủ liệm của tôi trong một thời gian thật dài. Và cuộc gặp gỡ trong vườn tao đàn trưa hôm đó hẳn là duyên nghiệp từ kiếp nào đột ngột xúc ra trôi về đây để hai con người chúng tôi tìm thấy một nửa đời nhau. Tôi biết tôi yêu quý Ngọc Trãng biết chừng nào vì đó là người phụ nữ đầu tiên của đời tôi. Cái đẹp vượt bậc của Ngọc Trãng là do trời ban đã đành. Ngược lại, thay vì kiêu sa, kiêu hãnh, kiêu kỳ gì đó, Ngọc Trãng của tôi lại dịu dàng, đông hậu, nhiều khi thật hồn nhiên. Có những buổi trưa, chiều hoặc tối, sau lúc mặn nồng, Ngọc Trãng ngủ luôn trên mình tôi. Tóc xõa xuống đẹp như một thiên thần và hồn nhiên như một em bé. Những lần như vậy, tôi nhẹ nhàng ôm lấy Ngọc Trãng nằm im nghe hơi thở dịu nhẹ và lắng nghe tiếng đập của trái tim người nữ nồng nàn. Thời gian ẩn náu trên căn gác chúng tôi sống hay tôi sống như một Anne Frank thời đại, tôi không còn nhớ từ bao giờ tôi đã tách rời khỏi thế giới bên ngoài, cái thế giới đầy nhiễu nhương nhưng tràn tràn trước mắt, có thể nghe được, ngửi được, với tới được nhưng tôi không tài nào chạm vào được. Thời đệ nhị thế chiến, Hòa Lan bị Đức Quốc xã chiếm đóng rồi diễn ra cuộc biểu tình bài người Do Thái, buộc cô bé Anne Frank và gia đình ẩn trốn trong một căn nhà kho ở Amsterdam. Năm 1944, gia đình cô bé bị phát giác, bị bắt nhốt vào trại tập trung Ba Lan, cuối cùng chuyển đến Bergen Belsen. Anne Frank cùng mẹ và chị gái đã chết ở đó. Hồi ký Lương Hữu Thế viết tới đây là hết, mấy trang sau không thấy viết thêm chữ nào. Nếu đọc lại truyện gác xếp của tôi trên Facebook, bạn đọc sẽ nhớ ra đêm định mệnh xảy ra tại căn nhà chị em Huỳnh Thị Ngọc Trãng trên đường Lương Hữu Khánh ra sao. Tôi mạn phép sơ lược lại, cái đêm tịch mịch đó mẹ của Ngọc Trãng trên Đà Lạt đột ngột trở về khiến Lương Hữu Thế phải lìa khỏi tổ ấm. Đã vậy ông Thế còn mắc cái eo. Lúc đu tường tụt xuống hẻm, ông đụng phải hai tay phường đội tình nghi ông ăn trộm bắt ông giải về đồn công an. Dĩ nhiên Lương Hữu Thế không phải là kẻ trộm, nên ông buộc lòng chống cự lại để chạy thoát thân. Đứng lấp ló trên ban công nhìn xuống Ngọc Trãng chứng kiến cảnh đau lòng trong tràn rụa nước mắt. Chính Ngọc Trãng không ngờ lần bỏ chạy đó là lần cuối cùng ông Thế chạy ra khỏi cuộc đời cô. Viết tới dòng này, hình ảnh gác xếp buồn hiu hắt lại hiện về trong trí nhớ tôi. Cái gác xếp của 40 năm trước từng là tổ ấm bí mật của đôi uyên ương bạc phận và cây vú sữa trong sân nhà. Khi tôi hỏi Bích Thị nói vẫn còn đó, cũng là nơi ông Thế từng ngủ qua đêm trên chảng ba. Ngày nay sau 40 năm dâu bể trôi qua với biết bao biến thiên trong lịch sử, trong xã hội, trong đời người, mọi sự đều đã thay đổi đến tận cùng gốc rễ. Qua Facebook, tweet, em tôi cho biết hiện nay đường Lương Hữu Khánh vẫn không đổi tên, nhưng căn nhà xưa có cái gác xếp và cây vú sữa không còn nữa. Đọc qua tập hồi ký Lương Hữu Thế, tôi chắc bạn đọc cũng nhận ra cái kết thúc của hai người thật là cay đắng. Nhưng nghĩ cho cùng, Lương Hữu Thế được ông trời dành cho một niềm an ủi, đó là ở cái tuổi 30, một người giải dầu sương gió như ông Thế, lần đầu tiên mới hiểu thế nào là tình yêu đôi lứa, Ngọc Trãng đã ban cho ông tất cả. Ngọc Trãng, cô gái đất thần kinh thông minh hiền hậu và thủy chung, là mối tình đầu cũng là mối tình cuối tuyệt vời của ông Lương Hữu Thế. Tác giả Phan Ni Tấn. Xin cảm ơn các bạn.